Trời nóng quá thì mình đi ăn kem chứ làm gì nữa. Mà ở đâu bán kem rẻ lại ngon ở Thủ Đức thì chính là nơi này. Quán kem lâu đời bán ở đây mấy chục năm rồi đó. Quỳnh đã ăn từ hồi mà Quỳnh còn học tiểu học. Ở Thủ Đức thì chắc chắn ai cũng nghe qua kem tươi Lê Quý Đôn. Quán kem nằm ở trên đường Tô Vĩnh Diện, kế bên là trường Lê Quý Đôn luôn. Cái kem bình thường là 6 cành, còn có phủ thêm sô cô la là 7 cành. Vị sô cô la và vani thì ngày nào cũng có, còn những vị khác thì tùy theo ngày. Hồi đó đi học cứ xin tiền mẹ ra đây mua kem ăn. Mà không những ở đây bán kem còn có bán rất là nhiều loại cá viên chiên. Thời đó ăn có 4 cành một cây. Sau mấy chục năm rồi mà giá kem lên chỉ có 6 cành, mà thường Quỳnh ăn là phải 2 đến 3 cây mới đã. Ở Thủ Đức còn món nào ngon ngon mọi người giới thiệu Quỳnh với nha. Sau khi ăn kem xong thì Quỳnh có đi ngang bắp rang bơ cô Ánh ở nhà sách Thủ Đức. Đúng là xe bắp rang bơ huyền thoại của cô Ánh, nhưng mà không thấy cô Ánh bán. Mà đang có cô nào đó bán giùm mặt hơi quạo làm Quỳnh sợ quá, Quỳnh không có dám quay nhiều, mua một bịch xong mà quay về luôn.